Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp cùng người bạn thân hồi cấp 3 và tiết lộ điều đặc biệt trong mối quan hệ của cả hai. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết đây cũng chính là thông gia của mình. Nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ chia sẻ: 7 tháng 4 là sinh nhật nhỏ bạn từ thời cấp 3 của tôi. Tới lúc đó, nó đẻ thằng con trai thì tôi mới là má đỡ đầu. Lúc tôi đẻ đứa con gái thì nó là má đỡ đầu. Thời gian thấm thoát hai đứa tôi từ là bạn chuyển sang làm xui gia. Chơi với nhau năm nay cũng 40 năm rồi. Tình bạn 40 năm của nghệ sĩ Hồng Vân với xui gia khiến nhiều người khán giả bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Sau đây, mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Hồng Vân bày tỏ sự xúc động khi nói về tình bạn hơn 40 năm của cả hai. Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời chúc sinh nhật đến người bạn của mình. Cô viết: "Nhanh quá nhanh bạn nhỉ, nếu không có dịch bệnh thì tháng năm nay cả hai gia đình mình sẽ tề tựu vào ngày sinh nhật của tôi rồi bạn nhỉ. Từ xa chỉ biết chúc bạn lúc nào cũng vui, trẻ, khỏe và hạnh phúc như vậy bạn nhé. Tụi mình cũng bền thiệt chứ, 54 xuân xanh thì có 40 năm đồng hành rồi. Cứ vậy hoài nha bạn, chúc mừng sinh nhật bạn yêu." Dòng trạng thái của nữ diễn viên lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước mối quan hệ đặc biệt này và thêm phần ngưỡng mộ tình bạn của cả hai. Một khán giả bình luận: "Để từ bạn thân trở thành thông gia phải rất có duyên với nhau mới được như vậy. Tình bạn của hai chị làm em rất ngưỡng mộ." Một tài khoản lại bày tỏ: "Quá êm chị à, chúc mừng chị nhé, cả nhà vui vẻ, hạnh phúc, có mấy ai mà được như chị. Chúc mừng tình bạn của hai chị, mình cũng ước được vậy nè, tình bạn rồi thành xui gia luôn, ngưỡng mộ tình cảm đẹp của chị quá." Khán giả khác chia sẻ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từng chia sẻ, từ nhỏ con gái Xí Ngầu, tên thật là Nguyễn Ngô Hoàng Châu, đã là bạn bè với con trai của người bạn thân. Lúc Xí Ngầu sang Mỹ du học được một tay người bạn thân này lo liệu, chăm sóc và nhận làm mẹ nuôi. Theo nữ diễn viên chia sẻ, sự thân thiết này có thể nói như người nhà và khi con gái được gả vào nhà bạn thân khiến cô rất an tâm. Cô ví mối tình của vợ chồng con gái đẹp như chuyện cổ tích. "Tôi nghĩ mối lương duyên của hai đứa trẻ này có thể làm phim được luôn vì mẹ của chú rể là bạn thân của tôi từ hồi còn học cấp 3 ở trường Lê Quý Đôn. Khi bạn ấy lấy chồng thì tôi cũng được chứng kiến, cũng thân với cả chồng bạn. Vợ chồng tôi và vợ chồng bạn là 4 người chơi với nhau rất thân. Không ngờ sau này lại ngồi xui với nhau nên bây giờ cứ nói tiếng ông xui bà xui là chúng tôi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo." Bà chủ sân khấu kịch cho biết. Hồng Vân cho biết khi con gái đòi kết hôn ở tuổi 24 thì cũng khá bất ngờ và cho rằng là hơi sớm. Nhưng sau khi xét lại, Hồng Vân thấy đôi trẻ thật sự nghiêm túc và tình cảm đã đủ chín chắn nên cũng rất ủng hộ. Cô cho biết việc làm thông gia với bạn thân vừa là niềm vui vừa là một sự an tâm. "Từ nhỏ, Xí Ngầu đã được theo vợ chồng tôi sang nhà chú rể chơi nên hai cháu đã là bạn bè từ nhỏ rồi, sau này mới cảm mến mà yêu nhau. Lúc Ngầu sang Mỹ du học cũng là một tay người bạn thân của tôi lo liệu và chăm sóc. Cháu nhận bạn thân của tôi là mẹ nuôi. Sự thân thiết có thể nói là như người nhà. Con gái được gả vào một chỗ như thế nên tôi rất lấy làm an tâm." Nữ diễn viên kịch nói thêm. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!